mình tên là Đinh Hữu Pháp. Mẫu người bạn gái lý tưởng của anh như thế nào? Hỏi thế đấy. Mình thích con trai cười đẹp. Vậy bạn nghĩ sao về nụ cười của anh số 1? Tại vì anh vừa giờ cười. Trong tình yêu không phải đẹp trai là chiến thắng mà thằng nào dai mới là thằng đó chiến thắng. Bạn đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chắc là em nghĩ sao về bạn gái số 4? Hả, đặng vô. Mình cảm thấy là mình không ngại ngùng gì khi nói chuyện với bạn đó cả. Cái gu của anh này giờ chuyển qua số 2 nha. Em sắp giả màn. Xin lỗi. Thấy chưa? Vô số 3 của tôi rồi. Từ lá thành thương, 20 giờ thứ bảy trên Vi Giải Trí.